Hallelujah. Lạy Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa. Chúng con không tìm kiếm những nhu cầu cụ thể, nhưng mà Chúa ơi, chúng con biết rằng khi chúng con hy sinh luôn cả những nhu cầu thực thể của chúng con để chúng con dâng lên hết cho Chúa, thì Chúa Ngài nói rằng Ngài đẹp lòng vì cớ chúng con, Ngài nhậm lời cầu nguyện của chúng con. Với mặc dù tuổi của chúng con còn nhỏ, là chúng con không có thể kiêng ăn cầu nguyện được giống như những người cha, những người mẹ, không kiêng ăn cầu nguyện được giống như những người thầy, người cô, giống như những mục sư mà đang ở trong sự chiến đấu, ở trong sự kiêng ăn cầu nguyện được. Nhưng mà ở tại nơi đây, chúng con hiệp lại và chúng con cầu nguyện để xin Chúa, bởi sự cầu nguyện của chúng con, bởi môi miệng của con trẻ tại nơi đây, Chúa ơi, Ngài lập nên năng lực của Ngài, và Ngài cũng tiếp thêm sức mạnh cho những chiến sĩ đang ở trong phòng cầu nguyện nữa, Chúa ơi. Trong danh Chúa Jesus Christ, con cầu nguyện để Thánh Linh thêm sức cho họ, để họ chiến đấu ở trong sự khải hoàn, chiến đấu ở trong sự đắc thắng ngay thì giờ này. Con cảm tạ Ngài. Thì có nhiều điều chúng con chưa hiểu, nhưng mà con cầu nguyện để Thánh Linh của Ngài sẽ làm cho các em hiểu ngay thì giờ này, để hiểu được sự quan trọng của sự hầu thay cho những người đang ở ngoài trận tuyến. Chúa ơi, những người cầu nguyện kiên ăn họ đang ở ngoài trận tuyến, còn chúng con là những người cầu thay cho họ. Chúa ơi, chúng con là những người giữ đồ cho họ, chúng con là những người giữ cửa cho họ. Xin Chúa Ngài nói rằng Ngài, người ra trận và người giữ đồ thì phần thưởng y như nhau, và con tin rằng khi ở tại nơi đây chúng con cầu nguyện thì Chúa ơi, chúng con cũng được đồng hưởng phước hạnh ở trong phòng cầu nguyện kiên ăn nữa. Chúa ơi, con cảm tạ Ngài. Hallelujah, hallelujah. Cảm tạ Chúa. Hallelujah. Thank you.